Trọng Khương xin mến chào quý vị khán thính giả thân thương của kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, chúng ta gặp gỡ nhiều người, trải qua nhiều việc mới hiểu rằng không phải ai cũng có thể làm bạn, không phải ai cũng có thể kết giao. Nhất là sau tuổi trung niên, sau khi trải qua thăng trầm gần nửa đời người, chúng ta hiểu rằng có 4 kiểu người có thể kết thâm giao và 3 kiểu người nhất định phải tuyệt giao. Hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị chi tiết về những kiểu người này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để chiêm nghiệm và hiểu hơn quý vị nhé. Tuổi trung niên phải thấu 4 người nên kết giao, 3 người nên tuyệt giao. Trước hết là 4 kiểu người nên kết thâm giao. Thứ nhất, người hiền hậu, chân thành, đáng thâm giao. Những người nói được làm được, công tư phân minh, ý chí kiên định, hiền hòa, không khoe mẽ, cho đi không cầu nhận lại là những người đáng để thâm giao. Thông minh không bằng chân thành. Những người hay tính toán, nhân duyên thường không tốt. Chân thành là phẩm chất tốt nhất của con người. Ở bên cạnh những người chân thành, bạn sẽ luôn cảm thấy yên tâm và thoải mái tinh thần. Những người hiền hậu chân thành luôn lương thiện và biết hơn, không bao giờ tính toán và làm tổn thương người khác. Ở bên họ, bạn luôn cảm thấy an toàn và thư thái. Thứ hai, người tích cực tiến thủ đáng được thâm giao. Những người có thể xử lý biến cố nhanh chóng và có hiệu quả, từng bước tiến bộ trong hoàn cảnh khó khăn, tích cực tiến thủ và có được sự nghiệp thành công là những người đáng để thâm giao. Kết bạn cũng phải nhìn năng lực, tuyệt đối không tùy tiện kết giao, bởi người tích cực vươn lên dễ thôi thúc bạn bè tiến bộ đi lên. Người hay mất niềm tin, ý chí dễ kéo bạn bè xuống dốc. Những người tích cực tiến thủ, không từ bỏ hy vọng trong hoàn cảnh khó khăn là điều vô cùng quý hiếm. Họ là những người tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống, cộng thêm ý chí kiên định và khả năng hành động tuyệt vời. Kết giao với những người này, bạn sẽ có vô vàn lợi ích trên đường đời. Thứ ba, những người phẩm đức cao thượng, đáng để thâm giao. Một người có tiền nhưng vẫn duy trì cuộc sống giản dị, chứng tỏ ý chí kiên định, không bị chi phối và kiểm soát bởi kim tiền. Một người có quyền thế nhưng lại không hống hách bắt nạt người khác, ngược lại nho nhã lễ phép, chứng tỏ đó là người có đức hạnh. Kim tiền và quyền chức là thứ dễ thử lòng người nhất. Nếu ai đó ý chí bên trong không đủ dày, đủ nặng, sẽ rất dễ trở thành nô dịch cho những vật ngoài thân này. Người có thực sự có đức hạnh mới không kiêu, không ngạo, luôn giữ thái độ khiêm tốn nhã nhặn trước mọi người, mọi việc. Những người như vậy thường không có điểm trừ về tu dưỡng và phẩm đức, đáng để kết giao. Thứ tư, người có thể chế ngự được cảm xúc, đáng để thâm giao. Những người không sợ hãi trước gian khổ, không phóng túng trước an lạc, không sợ khổ, luôn giữ vững lập trường, luôn biết cách tiết chế và điều độ cảm xúc là người đáng được thâm giao. Cảm xúc ổn định là tài sản quý báu của mỗi người trong đời. Những người không thể kiềm chế cảm xúc rất dễ trở thành nô bộc của cảm xúc. Những người giỏi thực sự, họ luôn coi trọng công việc là trên hết. Họ biết cách gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực gây tổn thương đại cục. Họ luôn tập trung vào việc xử lý vấn đề. Như vậy mới có thể làm nên nghiệp lớn. Họ là những người có ý chí vững mạnh, có tính tự cường cao. Họ là tấm gương đáng để chúng ta học hỏi và noi theo. Đồng thời cũng là những người đáng để thâm giao cả đời. Ba kiểu người nên tuyệt giao. Thứ nhất, những người nói không đi đôi với làm nên tuyệt giao. Những người có lời nói và hành động không thống nhất, nói một đằng làm một nẻo, nói lên tận mây xanh mà hành động không qua ngọn cỏ, những người như vậy nhất định phải tuyệt giao. Lời nói phải đáng tin, hành động phải có kết quả, nói phải suy nghĩ cân nhắc, hành động phải kiên quyết.
ai cũng phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Nói được mà không làm được là thất tín. Ở bên cạnh những người như vậy, 100% không có cảm giác an toàn. Khổng Phu Tử nói, xảo ngôn, lệnh sắc, tiền hỷ nhân. Việc có sao nên nói vậy, những người cố tình nói ngon nói ngọt, lừa gạt người khác, trong ngoài không như một, chắc chắn có ý đồ xấu. Ngôn vi tâm thanh, lời nói như tiếng lòng. Những người nghĩ sao nói vậy, trong ngoài như một, thẳng thắn vô tư mới dễ giao thiệp. Ngược lại, những kẻ nói không đi đôi với làm, nên tuyệt giao vẫn hơn. Thứ hai, những kẻ tối mắt vì lợi nên tuyệt giao. Nếu cách kết giao với ai đó là mời ăn uống rượu chè, hối lộ tiền mặt, cùng lên kế hoạch hại người lợi mình, tuyệt đối nên tránh xa. Bởi một khi xảy ra xung đột về lợi ích, họ sẽ lập tức trở mặt. Trong mắt của Khổng Tử, họ chính là những kẻ tiểu nhân chuyên vụ lợi. Những kẻ tiểu nhân họ cho rằng thế giới này không thể duy trì bằng tình cảm mà bằng lợi ích. Bạn bè đối với họ mà nói chỉ là công cụ mưu lợi. Những người như vậy tuyệt đối không nên kết giao. Một khi bạn mất đi giá trị lợi dụng, họ sẽ rũ bỏ bạn không thương tiếc, hay thậm chí sang nhượng bạn cho kẻ khác với mức giá tốt. Những người như vậy nên tuyệt giao càng sớm càng tốt. Thứ ba, người hãm lợi trước mắt nên tuyệt giao. Những người tính toán chi li từng chút lợi nhỏ như hạt đỗ nên tuyệt giao, bởi tầm nhìn của họ quá hạn hẹp. Họ chỉ nhìn thấy lợi nhỏ trước mắt mà không nhìn thấy sự phát triển lâu dài. Họ thường ham của rẻ, tính toán chi li, không bao giờ chịu thiệt một chút nào. Tính toán chi li từng chuyện nhỏ nhặt, những người ham lợi trước mắt thường dễ bất chấp tất cả vì chút lợi còn con. Trong mắt họ, lợi ích bao giờ cũng hơn tình cảm. Mang ơn nhưng không báo, nhận vào như nước mà cho đi nhỏ giọt. Những người như vậy nên tuyệt giao càng sớm càng tốt. Con người sống trên đời, ai ai cũng cần có bạn bè. Bạn bè đáng tin cậy là tài sản cả đời của chúng ta. Bạn bè mà không đáng tin cậy, dù đối đãi chân thành cũng không được báo đáp. Bởi vậy, ai nên kết giao và ai nên tuyệt giao, trong lòng chúng ta cần phải rõ. Xã hội phức tạp, lòng người càng phức tạp hơn. Do vậy, chúng ta phải luôn giữ đôi mắt sáng để kết giao với những người bạn hiền và tuyệt giao với những bạn xấu. Quý vị thân mến, trong xã hội mở rộng, hòa nhập phát triển đa chiều như ngày nay, con người luôn chú trọng đẩy mạnh phát triển các mối quan hệ của bản thân. Khi học tập, sinh sống và làm việc luôn phải xã giao, hợp tác cùng người khác, dù chỉ mới gặp lần đầu. Việc thấu hiểu đối phương để có thể hợp tác làm việc là điều rất quan trọng. Nhưng để biết được bản chất con người, không thể gặp qua một lần đã hiểu. Người xưa có câu, vẽ người, vẽ mặt, khó vẽ xương. Biết người, biết mặt, khó biết lòng. Rất khó để hiểu được tâm ý của con người, dù cho đã quen biết từ lâu, vì chúng ta vẫn nên phải luôn xây dựng, đề phòng cho mình. Đặc biệt, khi đối mặt với ba loại người này, chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Thứ nhất, đối mặt với tiểu nhân hai mặt, nhiều tâm ý. Đặc trưng điển hình nhất của những kẻ tiểu nhân chính là loại người ngoài mặt tưởng rằng rất nhiệt tình, nhưng thực chất ẩn sau bộ mặt đó là sự tàn nhẫn. Họ giỏi che giấu cảm xúc, ngay cả khi bị gây khó chịu nhất cũng không hề để lộ một chút nào. Dùng nhiều sự dối trá, lời nói su nịnh để che giấu. Trong phim và truyền hình, khi một nhân vật phản diện như vậy xuất hiện, nó thường đi kèm với âm nhạc đặc trưng và những màn trình diễn cường điệu, để khán giả có thể phân biệt nó ngay lập tức. Nhưng trong cuộc sống thực, bản tính tiểu nhân thường bị giấu kín. Chỉ sau khi có ý xấu người khác, họ cố tình
hoặc vô tình để lộ đôi chân của mình. Sống cùng với những kẻ tiểu nhân là điều rất nguy hiểm, bởi bản tính bất chấp, họ sẽ làm tất cả để đạt được mục đích. Chúng ta sẽ không biết khi nào mình sẽ trở thành nạn nhân, vì vậy hãy cảnh giác với loại người này. Điều thứ hai, đối diện với loại người vô ơn, bội bạc. Trong cuộc sống, dù cho bất cứ ở thời đại nào, việc chúng ta mở lòng, sẵn sàng giúp đỡ người khác là điều rất tốt. Sam Levinson từng nói, khi bạn trưởng thành, bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn có hai bàn tay. Một là để giúp đỡ chính mình, và một là để giúp đỡ những người khác. Nhưng điều quan trọng nhất chính là chúng ta cần trao sự giúp đỡ cho đúng người. Những người bạn giúp đỡ, không phải ai cũng sẽ nhớ đến để biết ơn bạn. Có người bạn giúp chỉ một lần, đủ để họ nhớ ơn bạn mãi. Nhưng sự thật, có những người thì dù bạn có giúp đến 90 lần, họ cũng chẳng nhớ bạn là ai. Vậy tôi khuyên bạn đừng phí sức giúp đỡ những kẻ vô ơn. Thứ ba, đối diện với kẻ ngông cuồng, ngạo mạn. Cuộc sống của chúng ta muôn màu thì con người cũng muôn dạng, muôn kiểu. Trong nhóm ba loại người cuối cùng chúng ta cần đề phòng trong cuộc sống chính là loại người ngông cuồng, ngạo mạn. Những kẻ ngạo mạn thường có thái độ không coi người khác ra gì. Nếu người khác lỡ làm điều gì không đúng, họ sẽ lên giọng giáo huấn, dạy bảo với giọng kẻ cả. Kèm theo đó là thái độ dè bỉu, khinh thường, thậm chí rêu rao lỗi của người khác với thiên hạ. Họ giỏi và tự cho mình là nhất, nên việc gì cũng muốn tham gia vào và luôn muốn ở vị trí chỉ đạo. Họ thường xuyên quấy rầy người khác bằng cách đi qua, xăm soi bàn làm việc, máy tính để tìm chỗ sơ hở của bạn. Thậm chí ngay cả những vấn đề không thuộc chuyên môn hiểu biết của họ, họ cũng muốn đóng góp ý kiến. Những lời góp ý của họ thường ít mang tính xây dựng, mà chủ yếu để họ tự khoe mẽ. Cuộc sống là những bài học, cho dù bạn bao nhiêu tuổi, đã đi học hay đi làm. Cho dù bạn bao nhiêu tuổi, bất kể tình huống gì, hãy quan sát thật kỹ đối phương. Bạn sẽ không để mình bị động và trở thành đối tượng của những mánh khóe và tính toán của người khác. Đó là lý do tại sao càng nhiều từng trải, họ càng cải trang tốt hơn. Vì sao bạn nên đề phòng với những loại người này? Những kẻ tiểu nhân luôn ẩn nấp trong bóng tối, luôn rình mò cơ hội để hại ta. Loại người vô ơn thì không nhớ đến ơn ta, chắc chắn họ sẽ không đưa tay ra giúp khi bạn khó khăn. Còn kẻ ngạo mạn, kiêu căng thì luôn tìm cách khinh bỉ, chế giễu bạn và không thật lòng giúp bạn khó khăn. Tốt nhất, hãy đề phòng để bảo vệ bản thân mình.